Chào tháng 12, chào quý vị và các bạn. Tin vui trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong ngày cuối cùng của tháng 11 chắc chắn sẽ là nguồn năng lượng dồi dào để tất cả chúng ta cùng hướng đến tháng cuối năm hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra. Và bây giờ, thời lượng chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 1 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương, dấu mốc khởi đầu cho một tương lai mới, nơi những người trẻ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử đầy tự hào. Trên cả công trình trọng điểm, đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động hăng say cùng niềm vui và tự hào góp phần viết nên chương mới cho Huế. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTVK của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới hơn 14.530 điểm cầu cấp huyện, cơ sở, các cơ quan đơn vị quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với hơn 1,3 triệu đại biểu tham dự. Dự hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cũng như còn có các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban bộ ngành đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền cả cấp. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các lãnh đạo cán bộ chủ chốt của tỉnh. Về tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã thống nhất rất cao với quyết tâm chính trị mạnh mẽ để thực hiện chủ trương tổng kết sớm, toàn diện nghị quyết 18 trong toàn hệ thống chính trị. Bộ Chính trị xác định, việc tổng kết nghị quyết 18 và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng và cả hệ thống chính trị. Về việc tháo gỡ những điểm nghẽn nút thắt về thể chế, mà cụ thể là thông qua cách thức tổ chức và kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những đổi mới ngay từ khâu chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tư duy và phương thức tiến hành công tác lập pháp cũng được đổi mới sâu sắc theo hướng các luật ngắn gọn rõ ràng, tăng cường phân cấp phân quyền, cải cách hành chính, chuyển mạnh từ luật thiên về quản lý sang kết hợp hài hòa giữa quản lý có hiệu quả với kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, kiên quyết từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc bứt phá, vượt chướng ngại vật để về đích. Do đó, xác định một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế là đột phá của đột phá, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả, xây dựng cơ chế chính sách đủ mạnh để cán bộ giảm nghỉ giảm làm, giảm chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ về kinh tế xã hội, để đạt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 đã đề ra, chúng ta phải đổi mới tư duy, phải cởi trói, phải quyết đoán, phải bứt phá, phải vượt lên chính mình. Để vươn tới mục tiêu thu nhập trung bình cao cho người dân vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phải đạt hai con số liên tục trong những năm tiếp theo. Đây là một bài toán rất khó mà chúng ta phải làm. Chỉ có phép giải rút gọn mới ra đáp số kịp thời gian. Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội đang tập trung giải quyết những điểm nghẽn và tạo lập những yếu tố nền tảng để đất nước có thể cất cánh. Về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư đề nghị cả cấp các ngành từ trung ương tới cơ sở phải xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương này. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề về quy mô hay số lượng, mà sâu xa hơn là phải tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của hệ thống chính trị. Cả đồng chí cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy cơ quan cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.
hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành và báo cáo Trung ương phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong quý 1 năm 2025. Ngày 30 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 175/2024/QH15 về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và nghị quyết 1314/NQ-UBTV-QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025. Các nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Quốc hội đã ban hành nghị quyết 175/2024 về thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Theo đó, thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4.947,11 km², quy mô dân số 1.236.393 người. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Nghị quyết đề nghị cả cơ quan tổ chức đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Thừa Thiên Huế được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Huế kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành. Nghị quyết cũng nêu rõ trường hợp Hội đồng Nhân dân quận thuộc thành phố Huế không đủ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu theo quy định, thì Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế chỉ định quyền Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chỉ định quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận lâm thời và quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận lâm thời. Kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ chính sách đối với thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ chế, chế độ chính sách đặc thù với tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Huế cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 1314 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Huế giai đoạn 2023-2025. Theo đó, thành lập phường Long Hồ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Hương Thọ và phường Hương Hồ, thành lập phường Thuận An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Hải Dương và toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của phường Thuận An. Thành lập phường Dương Nội trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của các xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh. Thành lập phường Thủy Bằng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Thủy Bằng. Thành lập phường Hương Phong trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số xã Hương Phong. Về thành lập cả quận, thành lập quận Phú Xuân gồm 13 phường, thành lập quận Thuận Hóa có 19 phường, thành lập thị xã Phong Điền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Phong Điền, trong đó thành lập phường Phong Thu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 18,75 km², quy mô dân số 8.155 người của thị trấn Phong Điền và toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong Thu. Thành lập phường Phong Hải trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của hai xã Điền Hải và Phong Hải. Thành lập phường Phong Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của hai xã Điền Lộc và Điền Hòa. Thành lập phường Phong An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong An. Thành lập phường Phong Hiền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong Hiền, thành lập phường Phong Hòa trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của xã Phong Hòa, thành lập xã Phong Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 17,26 km², dân số 3.114 người của xã Điền Hương và toàn bộ diện tích dân số của xã Điền Môn. Về huyện Nam Đông, sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của huyện Nam Đông vào huyện Phú Lộc, trong đó thành lập thị trấn Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Lộc Sơn. Thành lập Tòa án Nhân dân thành phố Huế trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Giải thể Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập Tòa án Nhân dân quận Thuận Hóa, Tòa án Nhân dân quận Phú Xuân, thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thuận Hóa, quận Phú Xuân, thành lập Tòa án Nhân dân thị xã Phong Điền trên cơ sở kế thừa Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phong Điền trên cơ sở kế thừa Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền. Giải thể Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nam Đông. Như vậy, từ ngày nghị quyết này có hiệu lực, thành phố Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện, 3 thị xã và 2 quận, 133 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 48 phường, 78 xã và 7 thị trấn. Như vậy là còn đúng 1 tháng nữa, cả nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực. Điều đó cũng đồng nghĩa với mỗi người dân Thừa Thiên Huế, trong đó có tôi và biên tập viên Diêu Hiền, chính thức bắt đầu năm 2025 với vị thế là công dân của thành phố Huế trực thuộc Trung ương, đúng không ạ? Vâng, đúng như vậy chị Diễm My ạ. Và trong giai đoạn này thì sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, qua theo dõi thì có thể cảm nhận thấy không khí hân hoan vẫn đang lan tỏa trong những ngày của tuần này.
Vâng, và bây giờ thì rất mong chờ những thông tin cập nhật và những câu chuyện thú vị xung quanh sự kiện Quốc hội thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương từ biên tập viên Diệu Hiền ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Diệu My. Thưa quý vị, sự kiện Quốc hội thông qua đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã được thể hiện đậm nét trên các phương tiện báo chí truyền thông lớn của cả nước. Việc thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ có những tác động tích cực không chỉ với bản thân địa phương mà còn với các tỉnh thành phố trong khu vực miền Trung, là nhận định đáng chú ý của bài viết trên thông tấn xã Việt Nam Online. Đây cũng là sự kiện nổi bật được đăng tải trên các tờ báo tên tuổi như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động hay các báo điện tử của các bộ ban ngành như báo Xây Dựng, Tài nguyên Môi trường, Thời báo Ngân hàng. Với tiêu đề Hào hứng với trang sử mới của Huế, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh Niên Online dẫn lời các trí thức cho rằng Huế từng là kinh đô của đất nước suốt thời gian dài, là vùng đất tinh hoa hội tụ, nên không phải Huế lên thành phố Trung ương mà là trở lại vị thế của trung tâm lớn của cả nước. Chúng ta đang trải qua thời khắc quan trọng của lịch sử. Huế, thành phố của di sản văn hóa và những giá trị truyền thống, đang trong giai đoạn chuyển mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Đây là dấu mốc khởi đầu cho một tương lai mới, nơi những người trẻ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử đầy tự hào. Hãy cùng nghe giới trẻ chia sẻ xung quanh sự kiện này. Kính thưa Quốc hội, sự kiện thành phố Huế vươn mình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã tạo nên một làn sóng cảm xúc mạnh liệt trong giới trẻ. Trên các nền tảng mạng xã hội trở nên nhộn nhịp hơn khi xuất hiện các bài đăng, những dòng trạng thái đầy cảm xúc hay những hashtag thể hiện sự phấn khích từ cộng đồng mạng. Những chia sẻ không chỉ phản ánh niềm vui chung mà còn thể hiện sự kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với bước ngoặt lớn đầy ý nghĩa này. Xen lẫn cùng cảm xúc vui mừng đầy phấn khởi là những kỳ vọng đóng góp về tương lai trong thế hệ trẻ. Cảm xúc của em rất là khó tả, vừa tự hào mà vừa cảm thấy rất vui. Em mong muốn đóng góp sức mình từ những việc nhỏ nhất, hành động nhỏ nhất để có thể đóng góp và hỗ trợ Huế để sống tâm với dân Huế thành phố trực thuộc Trung ương. Là một người trẻ tại địa phương, bọn em rất cảm thấy tự hào khi Thừa Thiên Huế đã đạt được thành phố trực thuộc Trung ương, và những người trẻ như bọn em sẽ cố gắng phát huy hơn nữa các vấn đề và các phong trào giúp đỡ làng xóm, giúp đỡ địa phương, giúp đỡ xã hội. Khi nào khó có thanh niên luôn sắn tay áo tham gia các hoạt động giúp đỡ đồng bào các vùng miền cũng như giúp đỡ địa phương ngày một phát triển. Em đã mong chờ điều này rất là lâu rồi, mà sau khi nghe tin thành phố ấy trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, em cảm thấy rất là hào hức và hạnh phúc, và tuyệt vời hơn khi mà có thể chia sẻ niềm vui này tới với mọi người. Thành phố Huế đang bước qua những giai đoạn đầu tiên của vận hội mới. Có thể nói, vai trò của giới trẻ là yếu tố cốt lõi trong chặng đường tạo nên sức mạnh và sự đổi mới. Việc Huế chuyển mình đã mang lại nhiều động lực phát triển mới. Từ những thay đổi về chính sách, hạ tầng đô thị cùng các dự án khởi nghiệp, phát triển kinh tế đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho cả bạn trẻ. Không chỉ là nơi làm việc, giờ đây Huế đang dần trở thành điểm đến của những giấc mơ, nơi giới trẻ có thể gắn bó, cống hiến và xây dựng tương lai ngay trên mảnh đất quê hương mình. Là một người trẻ và cũng đã tham gia các cái hoạt động cũng như các cuộc thi khởi nghiệp, thì khi mà nghe tin thành phố Huế của mình được lên thành phố trực thuộc Trung ương thì cảm xúc đầu tiên của mình là rất là vui mừng, bởi vì sau những nỗ lực và cố gắng thì cuối cùng Huế cũng đã có được những cái trái ngọt đầu tiên. Và bên cạnh đó thì mình cũng rất là hồi hộp cũng như là hào hứng, bởi vì đây cũng là cơ hội mà Huế có thể có thêm nhiều cái tiềm năng cũng như là nhiều cơ hội mới. Là một trong những lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng thành phố của di sản văn hóa và những giá trị truyền thống, giới trẻ đang ngày càng khẳng định mình qua sự sáng tạo và khát vọng cống hiến. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Thừa Thiên mà còn là cơ hội thể hiện tư duy của cá nhân người trẻ. Chính những kỳ vọng và hoài bão đó tạo nên nền móng vững chắc, đưa Huế vững bước, chinh phục trên con đường hội nhập và phát triển. Huế chính thức ghi dấu mốc lịch sử khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam. Góp phần quan trọng trong kết quả đầy tự hào ấy là đội ngũ các kỹ sư, công nhân ngày đêm miệt mài trên những công trình trọng điểm, góp phần điểm tô, thay đổi diện mạo cho đô thị Huế. Phóng sự sau sẽ đưa quý vị đến với không khí lao động đầy hăng say cùng niềm vui và tự hào của những người đang thầm lặng góp phần viết nên chương mới cho Huế. Tại dự án cầu vượt biển Thuận An, từng trụ dầm bê tông, từng nhịp cầu dần hình thành bất chấp điều kiện thi công khó khăn và thời tiết thất thường.
đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực thi công 3K, 4 kíp để hoàn thành mục tiêu hợp long dự án trước ngày 26 tháng 3 năm 2025. Tôi rất là tự hào khi mà được tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì đơn vị thi công thì đã huy động 200 công nhân trong cái mùa mưa bão là bố trí ăn ở liên tục tại đây, tranh thủ thời gian nắng sẽ đi làm 3K 3 kíp để đạt được tiến độ đầy ra của chủ đầu tư. Trên công trường cầu vượt sông Hương, không khí thi công còn sôi động hơn. Bởi đây là công trình mang tính biểu tượng, nổi liên những nhịp sống sôi động hai bờ, giảm áp lực giao thông nội đô. Đến thời điểm hiện tại bây giờ, tiến độ thi công dự án cầu vượt sông Hương đã gần về đích. Và hiện tại các hạng mục đang thi công, hạng mục thi công bãi mặt cầu, công nhánh các ủ rám. Và trong tháng 12 này, dự kiến sẽ rải thảm mặt cầu và tiến hành các công tác lát vỉa hè để phục vụ để phần đầu đến ngày 26 tháng 3 thông xe kỹ thuật của dự án. Ngày Ảng Định, Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã mở ra một trang mới đầy khát vọng và tự hào. Trên những công trường trọng điểm như cầu vượt biển Thuận An và cầu vượt sông Hương, không khí làm việc hối hả, khẩn trương nhưng vẫn tràn đầy niềm vui và tự hào. Đây không chỉ là những công trình hạ tầng đơn thuần mà còn mang sứ mệnh đặc biệt, đó là góp phần điểm tô thay đổi diện mạo đô thị Huế. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đơn vị thi công và chủ đầu tư đang nỗ lực từng ngày để biến mục tiêu đó thành hiện thực. Chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu cũng như là anh em trong toàn đơn vị phấn đấu để là đưa các công trình về đúng theo cái tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là ngày 26 tháng 3 năm 2025 là sẽ hoàn thành cái cầu Nguyễn Hoàng. Và cùng tại thời điểm đấy, chúng tôi sẽ nỗ lực để hợp long cái cầu qua cửa biển Thuận An. Và chúng tôi cũng sẽ là tiếp nối các cái công trình khác làm cho diện mạo của đô thị Huế ngày một tốt đẹp hơn, xứng đáng là một cái đô thị trực thuộc Trung ương. Cầu vượt biển Thuận An, cầu vượt sông Hương, những công trình này không chỉ nối những bờ vui mà còn là cầu nối của tương lai, biểu tượng cho một Huế hiện đại, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Với sự nỗ lực bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao, những con người nơi đây đang viết tiếp câu chuyện về một Huế đầy khát vọng, sẵn sàng vươn mình trên hành trình mới, hành trình của đô thị di sản, thông minh và hiện đại. Hành trình đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã đến đích khi được Quốc hội nhận luật thông qua. Trong đó, việc sáp nhập địa giới hành chính các huyện để đủ tiêu chí là rất quan trọng. Theo đó, huyện Nam Đông sẽ sáp nhập với huyện Phú Lộc. Vì vậy, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp người dân rất quan trọng trong thời khắc lịch sử trước vận hội mới của tỉnh nhà. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay từ sáng sớm, trên ngôi nhà gươi, nơi tổ chức những buổi lễ quan trọng của đồng bào Cơ Tu, hôm nay lại càng thêm ý nghĩa khi già làng Phạm Văn Sơn, thôn Cha Măng, xã Thường Lồ, huyện Nam Đông thông báo cho bà con nhân dân trong bản thông tin Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương thứ 6 của cả nước. Niềm vui, hạnh phúc cùng bao kỳ vọng của bà con khi quê hương đứng trước bước chuyển mình quan trọng. Nghe được cái thông tin thì mọi người đều là hưởng ứng phấn khởi. Đây là cái sự mong mỏi là của người dân, cũng phải khắc phục đoàn kết, phấn đấu để là Huế chúng ta được giữ vững về là thành phố là trực thuộc Trung ương. Để mà xứng đáng với danh hiệu mà Huế trực thuộc Trung ương thì bản thân người dân địa phương thì sẽ luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu mà trực thuộc Trung ương của Thừa Thiên Huế. Là xã dân tộc thiểu số đầu tiên trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hương Sơn hôm nay đã đổi thay tích cực cả về kinh tế, xã hội, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Trong thời khắc quan trọng thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, ngoài hồi hộp vui mừng, đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Đông còn gửi gắm rất nhiều kỳ vọng khi địa phương được ở vào vị thế mới. Người dân chúng tôi khi nghe tin thành phố Huế trực thuộc Trung ương thì rất vui mừng và phấn khởi. Nói chung là rất yên tâm, mong muốn là Huế ngày càng phát triển vững mạnh đi lên. Khi là được trực thuộc là Trung ương, nhân dân là rất ủng hộ và mong muốn Trung ương xây dựng là tất cả các cơ sở vật chất, tinh thần về kinh tế, về xã hội
là phát triển là cao hơn, để là tốt hơn theo là nội dung là số. Và nhân dân cũng là phấn đấu thực hiện là các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và các chủ trương là của địa phương, xây dựng phát triển là kinh tế vững mạnh, toàn diện. Trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế và thống nhất với phương án sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Huế, trực thuộc trung ương theo đề án trình chính phủ. Trong đó, dự kiến toàn bộ 9 đơn vị hành chính cấp xã và một thị trấn của huyện Nam Đông sẽ được giữ nguyên để sáp nhập vào huyện Phú Lộc. Thành lập thị trấn Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Lộc Sơn. Niềm hy vọng của người dân, đồng bào về những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở vật chất để bộ mặt địa phương phát triển xứng tầm, đặc biệt là sẽ có cơ chế chính sách đặc thù với đồng bào dân tộc miền núi. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương thì cũng rất mong muốn bà con nhân dân, đặc biệt là về cả chính sách cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, cho đồng bào dân tộc cơ tu của huyện Nam Đông nói chung, xã Thượng Lộ nói riêng, là để cho bà con là về phát triển về kinh tế xã hội. Ngoài cái việc đồng tình của đồng bào dân tộc thiểu số thì bà con cũng rất muốn kỳ vọng rằng thứ nhất là liên quan về sáp nhập thì chúng ta không có gì xa lạ như hồi xưa, nhưng kỳ vọng lớn thì huyện Nam Đông cũng như huyện Phú Lộc thì sáp nhập chúng rất mong muốn là sự phát triển bền vững để giúp tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển. Sự đồng thuận của các tầng lớp người dân, nhất là với đồng bào các dân tộc thiểu số, là một nội dung quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh trong việc xây dựng thành công đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương. Để từ đây, đồng bào các dân tộc sẽ không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng trong đấu tranh, cần cù sáng tạo trong lao động, tiếp tục tham gia và đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội quê hương. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất, những câu chuyện hấp dẫn nhất xung quanh sự kiện lớn này sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển đến trong các bản tin tiếp theo. Và bây giờ xin nhường lại trường quay cho biên tập viên Diệp My. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Diệu Hiền. Thưa quý vị, chiều nay Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung tổ chức lễ gắn biển công trình trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Phong Điền và đầu nối chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam và sự kiện Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương. Đúng 15 giờ ngày 1 tháng 12, Tổng công ty Điện lực miền Trung EVN CPC phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Phong Điền và đầu nối. Đây là dự án đặc biệt quan trọng cung cấp điện cho khu vực phía Bắc tỉnh Thừa Thiên Huế, công trình chào mừng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Dự án trạm biến áp 110 kV khu công nghiệp Phong Điền và đầu nối được khởi công vào tháng 5 năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 79 tỷ đồng. Dự án có quy mô xây dựng mới trạm biến áp 110 xuyệt 22 kV. Giai đoạn 1 lắp một mạch biến áp 40 MVA, xây dựng mới đường dây 110 kV có chiều dài gần 3 km. Công trình đi vào vận hành sớm hơn tiến độ đề ra, có ý nghĩa hết sức quan trọng, kịp thời để cung cấp và phát triển phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Phong Điền, khu công nghiệp Viclasera và các vùng phụ cận, góp phần cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và từng bước phát triển lưới điện phân phối thông minh tại khu vực Thừa Thiên Huế. Sáng nay ngày 1 tháng 12, Hội hữu nghị Việt Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào 30 tháng 10 năm 1949, 30 tháng 10 năm 2024. Tại Thừa Thiên Huế, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh được thành lập ngày 22 tháng 4 năm 2010, trực thuộc Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh, với gần 350 hội viên là những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu trên các chiến trường Lào. Kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh đã tích cực kết nối, tạo ra mạng lưới thành viên để động viên tinh thần những người lính từng công tác chiến đấu tại chiến trường ác liệt năm ấy. Đến nay, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh đã thành lập 9 chi hội tại thành phố Huế và 4 ban liên lạc tại các địa phương gồm thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang và huyện A Lưới. Gần 15 năm qua, Ban Liên lạc Quân tình nguyện tỉnh là cầu nối nhằm truyền tải thông điệp thủy chung sáng mãi của hai dân tộc Việt Nam Lào. Với chức năng chính là vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, cán bộ chiến sĩ, các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân để vun đắp tình hữu nghị Việt Lào.
Hàng năm, ngoài ôn lại kỷ niệm những ngày gian khó ở mặt trận Lào, họ cùng nhau kết nối bảo trợ học sinh Lào du học tại Huế, coi đó là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt trong công tác tổ chức Quân tình nguyện Việt Lào tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào là dịp để tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu sắc về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, những đóng góp to lớn của Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đối với cách mạng Lào. Sáng ngày 1 tháng 12, nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc tổ chức chương trình rung chuông vàng nhân kỷ niệm 104 năm ngày sinh của cố Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, ngày 1 tháng 12 năm 1920, ngày 1 tháng 12 năm 2024. Chương trình với sự tham gia của 60 thí sinh là các em học sinh đến từ trường Trung học phổ thông An Lương Đông và trường Trung học phổ thông Phú Lộc. Các thí sinh lần lượt trả lời câu hỏi trong hệ thống gồm 20 câu có nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cố Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, quá trình tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cũng trong dịp này còn diễn ra các hoạt động dân hương tưởng niệm cố Chủ tịch nước Đại tướng Lê Đức Anh, đọc sách tại thư viện, đại diện thư viện tặng sách cho các trường tham gia và các em học sinh viết cảm nghĩ vào nhật ký. Sáng nay, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học trao 350 suất học bổng cho sinh viên, học sinh của tỉnh Thừa Thiên Huế trong học kỳ 1 năm học 2024-2025. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo cả cơ quan đơn vị liên quan cùng đông đảo sinh viên, học sinh trên địa bàn. 350 suất học bổng đã được trao cho 350 sinh viên đại học cao đẳng và các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, trong đó sinh viên đại học cao đẳng nhận học bổng từ 2 đến 4 triệu đồng một suất, học sinh cả cấp từ 300.000 đến 2 triệu 300.000 đồng một suất. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học đã nhận được sự tài trợ từ các đơn vị cá nhân trong và ngoài nước, chung sức tiếp lửa cho sinh viên, học sinh nghèo với hơn 8.000 suất học bổng trị giá hơn 17,8 tỷ đồng. Được thành lập từ năm 2006, trong 18 năm qua, Quỹ Giáo dục Huế Hiếu học đã đồng hành hỗ trợ cho hàng ngàn lượt học sinh sinh viên nghèo hiểu học vượt khó, theo đuổi ước mơ học tập, nỗ lực vượt qua khó khăn và tạo cơ hội để các em vươn tới tương lai tươi sáng hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến bỏ điểm sàn thi tốt nghiệp với ngành y và sư phạm vì cho rằng điểm này không sát yêu cầu chất lượng mà tính toán vất vả. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến áp dụng một mức điểm sàn, mức đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển cho nhóm ngành sức khỏe và y khoa. Thí sinh phải có kết quả học tập trong cả 3 năm trung học phổ thông từ mức tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên. Một số ngành có mức sàn thấp hơn, học bạ khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 là giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và cả ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hồ sinh, kỹ thuật phục hình răng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng. Mức điểm sàn nói trên sẽ áp dụng với cả phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp. Trước đây, Bộ đưa ra mức sàn riêng cho hai nhóm này tính theo tổ hợp 3 môn. Tin quốc tế, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban dường như đã bị phá vỡ chỉ 5 ngày sau khi chính thức có hiệu lực hôm ngày 27 tháng 11 vừa qua. Quân đội Israel thông báo đã nổi lại một số cuộc không kích nhằm vào cả hoạt động của Hezbollah ở Liban vốn được cho là có nguy cơ cao. Thông báo nói rõ cả cuộc không kích được tiến hành ngày 30 tháng 11 nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực biên giới giữa Israel và Liban. Quân đội Israel cáo buộc Hezbollah đang vận chuyển vũ khí trái phép tại khu vực trên, vi phạm nội dung của thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, giới chức Liban cho biết, các vụ không kích này của Israel đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Liban nói rõ Israel đã liên tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong những ngày qua. Thậm chí có hãng tin cho biết có thể nhìn thấy UAV của Israel ở các thành phố trung tâm và vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut. Cả Israel và Liban cùng liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngay từ khi văn kiện này mới chỉ chính thức có hiệu lực được một ngày. Ngoại trưởng hai nước Ai Cập và Syria hôm qua đã có cuộc điện đàm thảo luận về tình hình leo thang ở miền Bắc Syria vốn đã khiến hàng trăm người thương vong trong nhiều ngày qua. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong cuộc đàm thoại, Ngoại trưởng Ai Cập đã nhắc tới sự ủng hộ của nước này đối với các thể chế quốc gia của Syria, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của Syria trong việc thúc đẩy ổn định khu vực và chống khủng bố. Trong khi đó, trên thực địa, quân đội Syria đã tạm thời rút quân khỏi thành phố Aleppo ở miền Bắc để chuẩn bị cho chiến dịch phản công lực lượng phiến quân.
Trước đó, các tổ chức khủng bố vũ trang đã tiến hành tấn công quy mô lớn từ nhiều hướng trên các mặt trận của Aleppo và Idlib, dẫn đến các trận chiến ác liệt tại khu vực dài hơn 100 km. Cuộc tấn công do nhóm Hayat Tahrir al-Sham cầm đầu và được tiến hành tại hơn 50 thị trấn và làng mạc kể từ hôm 27 tháng 11. Đây là lần đầu tiên thành phố Aleppo bị tấn công kể từ năm 2016, thời điểm quân chính phủ giành lại quyền kiểm soát từ tay phiến quân. Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông báo cho biết nước này đã đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Georgia sau khi xảy ra biểu tình và bạo lực tại nước này liên quan đến việc Đảng Giấc mơ Georgia quyết định tạm dừng tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu EU. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington lên án việc sử dụng vũ lực quá mức ở Georgia khi người dân xuống đường biểu tình để phản đối việc tạm ngừng gia nhập EU. Vì thế, Washington đã đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Tbilisi. Tuyên bố được đưa ra sau khi cảnh sát Georgia dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng nghìn người biểu tình ở trung tâm thủ đô Tbilisi để phản đối quyết định của đảng cầm quyền Georgia hoãn đàm phán gia nhập EU đến năm 2028. Các cuộc biểu tình này nổ ra từ hôm 28 tháng 11 bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Tbilisi. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã dồi gạo nước lành vào nhóm các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển cùng với các quốc gia liên quan khi ông cảnh báo sẽ áp thuế 100% đối với các nước này nếu họ làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Những người đối mặt với lời đe dọa của ông Trump bao gồm Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ, chúng tôi yêu cầu các quốc gia này cam kết không tạo ra loại tiền fiat mới, cũng không ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào để thay thế đồng đô la Mỹ, nếu không sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 100%. Tại hội nghị thượng đỉnh fiat hồi tháng 10 vừa qua, Nga đã thúc đẩy tạo ra một hệ thống thanh toán mới phi đô la hóa, do fiat ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Một hệ thống như vậy có thể ảnh hưởng tới sự thống trị của đồng đô la Mỹ trong các giao dịch và trao đổi quốc tế. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá khả năng này là không cao, ít nhất trong tương lai gần, do đồng tiền Mỹ hiện chiếm tới 58% dự trữ ngoại hối toàn cầu và các mặt hàng chính như dầu mỏ vẫn chủ yếu được mua bán bằng loại tiền này. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.